Anh ơi, mua tương tác ảo có ảnh hưởng tới quảng cáo hay không anh? Anh ơi, em mua like ảo trên fanpage có bị nick ảo vào nhắn tin nhiều không anh? Vân vân. Nói chung là các bạn rất muốn mua tương tác ở trên Facebook nhưng mà các bạn luôn luôn có rất là nhiều vấn đề để lo sợ. Thì trong video ngày hôm nay Thịnh sẽ giải thích cho các bạn tất cả những vấn đề liên quan là mua tương tác ảo có thực sự là hại cái gì hay không. Nếu như bạn có quan tâm về việc bán hàng trên Facebook, bình luận bên dưới video chỉ có. Việc bạn bình luận như thế này sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng bạn có quan tâm về chủ đề mà mình chia sẻ hay không. Nếu bạn quan tâm nhiều, mình sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo để chia sẻ cho bạn. Đầu tiên, các bạn cần phải hiểu như thế này. Các bạn muốn mua tương tác ở trên Facebook thì các bạn lưu ý mình tốt nhất nha, gọi là tốt nhất là các bạn nên mua trước khi mình chạy quảng cáo cho cái bài viết đó. Ví dụ như một cái bài viết mà các bạn muốn chạy quảng cáo tin nhắn thì bạn phải mua cho nó trước một ít tương tác và tốt nhất là nên mua trước cho nó tăng xong rồi mình hãy tiến hành mình chạy quảng cáo cho cái bài đó thì hiệu quả của nó mới đạt đến đỉnh cảnh giới cao nhất. Thì ở đây Thịnh có ghi một cái dòng đó là tạo hiệu ứng đám đông. Khi mà các bạn mua lượt tương tác trước cho cái bài viết của mình á, thì sẽ tăng được cái hiệu ứng tâm lý đám đông. Có nghĩa là cái bài viết của các bạn, ví dụ các bạn nhìn cái bài bên tay trái đi ha. Đây, ví dụ như cái bài này nó có 2.200 lượt like, 1.000 mấy lượt bình luận, 260 mấy lượt chia sẻ. Thì cái người khách hàng thật á, khi mà các bạn chạy quảng cáo, cái người khách hàng thật họ nhìn vào họ sẽ thấy là ôi bên này nó uy tín á, đúng không? Kiểu giống như là ôi cái sản phẩm này có cái gì mà người ta lại mua nhiều và xem nhiều như thế, tôi sẽ vào tôi xem thử. Đấy, có nghĩa là các bạn đã kích thích được cái sự tò mò của cái người khách hàng thật nhờ vào những cái tương tác ảo. Được chưa mọi người ha? Đấy, gọi là hiệu ứng tâm lý đám đông. Đấy, nên thành ra là hiện nay có rất là nhiều người họ vẫn sử dụng cái kỹ thuật này để nhằm tăng cái hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Thì sẽ cho các bạn coi ví dụ thử cái bài này. Đây, ví dụ như các bạn thấy ở trên màn hình là một cái bài viết đúng chưa? Đây là một cái bài viết. Thì các bạn thấy là bài này có 2.000 mấy bình luận, 1.000 mấy, 2.000 mấy lượt like, 1.000 mấy lượt bình luận thì nhìn nó cực kỳ uy tín và tạo hiệu ứng đám đông rất là tốt. Kiểu như là tôi không biết là trong này nó bán cái gì, nó like cái gì mà lại nhiều người xem như thế. Chắc chắn với các bạn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng sau để họ vào họ xem bài viết này. Đấy, đấy là một trong những cái điều rất tốt. Ngay cả các bạn chạy quảng cáo cũng như thế. Khách hàng họ thấy ồ cái bài quảng cáo này có tới 2.000 mấy lượt bình luận thì họ cũng sẽ tò mò. Trời ơi cái sản phẩm này nó có cái gì mà người ta mua nhiều vậy? Bấm vô coi. Và các bạn lưu ý khi mà khách hàng bấm vô bài quảng cáo các bạn để xem thì lúc đó chi phí quảng cáo tin nhắn của các bạn sẽ giảm. Thịnh sẽ có một video riêng nói về việc là tối ưu chiến dịch chạy quảng cáo tin nhắn từ đầu cho tới cuối luôn. À, làm sao để các bạn có được một chiến dịch quảng cáo tin nhắn thật là rẻ. Còn trong video này thì Thịnh sẽ chỉ nói trước cái thủ thuật này thôi để các bạn hình dung nha. Rồi tiếp theo là khi mà các bạn mua like á, các bạn sẽ có thể gọi là gì ta, dọa được tâm lý của đối thủ. À, ví dụ như nói góc độ của bạn đi ha, là ví dụ như khi bạn nhìn vào trong cái bài viết này, đây các bạn nhìn vào bài viết này các bạn thấy là trời ơi sao thằng đối thủ của mình nó chạy sao mà nó bán được tới 2.000 mấy lượt like, 1.000 mấy bình luận, trời ơi sao mà nó bán nhiều quá ta. Nhưng các bạn đâu biết là nó mới ra bán ngày hôm qua đâu, đúng không các bạn? Đấy, nên thành ra là nó cũng là một trong những cái kỹ thuật để các bạn có thể gọi là đè được những cái đối thủ mà tâm lý yếu á, những cái đối thủ mà mới mới vào thị trường á, đó cũng là một trong những cái kỹ thuật để mà chúng ta có thể tạo được cho mình một cái vị thế rất là tốt ha. Đó, ví dụ như là bạn sẽ nhìn thấy ôi rồi ôi sao mà bên này nó bán gì mà kinh thế, bên này nó chạy quảng cáo gì mà kinh thế. Đấy, nhưng mà cái chỉ có ở bên trong ruột như thế nào thì có người đó mới biết thôi, đúng không các bạn ha? Nên thành ra là chúng ta hay nói là sản phẩm mình tốt, sản phẩm mình chất lượng, nhưng mà vô chả có ai like, chả có ai comment hết thì cái đó người ta sẽ bị nghi ngờ. Đấy, nên thành ra là mọi người lưu ý là một trong những cái yếu tố rất hay đó là các bạn có thể dọa được tâm lý của đối thủ của mình. Nó nhìn, người ta nhìn vào cái bài này, những người mà họ không biết về cái kỹ thuật này họ sẽ nói trời ơi, sao nó chạy ghê vậy, nhưng ra đâu biết là mình mới bán chỉ mới ngày hôm qua đâu, đúng không? Đó là một trong những cái kỹ thuật rất là hay nha. À, rồi tiếp theo nè, có một vấn đề các bạn hay hỏi là anh ơi em chạy quảng cáo em bị rất là nhiều nick ảo, có nghĩa là các bạn sẽ có những cái tài khoản, những cái nick mà nó nhắn tin vào trong fanpage của các bạn, nó nhắn tin thôi chứ nó không có mua hàng, nó vô nó hỏi giá xong các bạn nhắn tin thì nó im nó không trả lời, thì các bạn thường hay bị cái tình trạng đó. À, thì khi mà mình mua cái lượt tương tác ảo, mình mua like ảo trên bài viết
thì có bị những cái đích ảo đánh tôi hay không, thì câu trả lời là không phải. Các bạn có mua like ảo hay không thì các bạn đều sẽ bị những cái đích ảo này nó nhắn tin hết, tại vì các bạn bị những cái đích này nó nhắn tin khả năng cao là do Facebook nó phân phối sai. Ví dụ như ở cái thời điểm Thịnh đang quay video này thì cũng gặp trường hợp đó, có nghĩa là mình có những fanpage, những cái tài khoản mình chả mua lượt tương tác ảo gì cả nhưng chạy vẫn dính vào đích ảo nhắn tin đấy. Nên thành ra là mọi người lưu ý là cái việc mà các bạn mua like hay mua bình luận này kia nọ thì nó không liên quan gì tới 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 việc là có bị đích ảo nhắn tin hay không. Cái đó là nó liên quan tới phần thuật toán Facebook nó phân phối thôi các bạn, hình dung ha. Đấy, nên mọi người thì mới nói là các bạn mua like trước đi, mua like trước khi mình chạy quảng cáo thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ an toàn hơn. À, vậy thì chúng ta nên mua tương tác ảo ở đâu? Thì ở đây Thịnh sẽ giới thiệu cho các bạn một website tên là nickthật.vn. À, các bạn sẽ thấy là cái website này mình đang cho chiếu cho màn hình. Đấy, thì website này á, nó được như thế nào? Thứ nhất là tốc độ tăng tương tác của nó rất là nhanh. Rồi giờ các bạn ha, hỗ trợ nhiệt tình. Ở trong website này thì đội ngũ hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình luôn, hỗ trợ qua Zalo, qua Hotline, qua Facebook. Và các bạn có thể dùng nickthật.vn để mình tăng tương tác ở trên Facebook nè, Instagram nè, Twitter, Shopee, TikTok, vân vân. Ngoài ra là ở trong nickthật.vn còn có một cái rất là hay, đó là có một cái khóa học miễn phí đi kèm luôn, hướng dẫn á, tại vì sợ các bạn không biết cách thao tác ở trên nickthật thế nào. Có một khóa học miễn phí và cái mã QR code các bạn thấy đây trên video á, các bạn chỉ cần mở điện thoại lên vào trong một camera của các bạn ở trên điện thoại á, và các bạn để vào các bạn quét cái QR code này thì các bạn sẽ được đưa đến cái khóa học đó hoàn toàn miễn phí ở trên AZ Uni. Được chưa các bạn ha? Đây thì sẽ cho các bạn xem thử cái khóa học miễn phí như thế này. Đây là một khóa học miễn phí mà khi các bạn quét cái mã QR code nó sẽ ra như thế này, các bạn có thể đăng ký và học trên điện thoại luôn. Được chưa? Đó thì trong này có hướng dẫn tất cả nè, đó đăng mua tương tác Facebook nè, đó mua Shopee, mua YouTube, mua Instagram, nói chung là có đầy đủ hết. Các bạn bấm vào đây các bạn mua thôi là xong. Cứ bấm vào đây là nhận khóa học rồi là xong. Được chưa mọi người ha? Và các bạn nhớ là mình phải đăng ký xong mình phải học nha các bạn nha. Chứ các bạn đăng ký xong các bạn không học thì hệ thống sẽ tự động khoảng chừng mấy ngày đó các bạn không tương tác thì hệ thống sẽ tự động xóa cái tài khoản trên AZ Uni này của mọi người đó. Nên mọi người nhớ là mình thật sự mình có nhu cầu thì mình vô mình nhận để mình học nha mọi người Rồi ha. Thì trong quá trình xem video này nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh, và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của mình và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.